Lê Nam, Hà Chí Quang rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện đó chuyện đây. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ diễn viên Lê Nam và cùng đi khám phá bộ môn xiếc. Và hôm nay sẽ là loại hình xiếc gì đây? Anh Lê Nam, anh có biết không? Nói chung là anh chưa biết luôn á. Hôm nay em cũng giới thiệu cho anh một bộ môn xiếc ba tin nghệ thuật. Môn gì ngộ vậy? Chắc chắn là bây giờ anh đang rất là thắc mắc tò mò. Và bây giờ thì Hà Chí Quang sẽ mời quý vị vào rạp xiếc. Chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Lê Hưng và Nhã Hiếu. Để anh hỏi cho, anh hỏi. Ý, em trai. Để anh hỏi hai người đó cho. Em trai. Trời ơi, lâu quá mới gặp ha. Để nói chuyện cơ. Nè, cho anh hỏi thăm cái biết Lê Hưng và Nhã Hiếu không? Hai đứa em ruột của anh, lâu quá không gặp, giờ quên mặt nó luôn rồi. Thân quá mà gặp trước mặt mà không biết luôn. Dạ, Lê Hưng, Nhã Hiếu. Hơi sợ chứ. Xin chào anh Hà Chí Quang và anh Lê Nam. Xin chào khán giả Chuyện đó chuyện đây. Dạ, nếu mà mình muốn hiểu rõ về xiếc và bộ môn xiếc ba tin nghệ thuật này thì em xin mời các anh vào bên trong để mình cùng trải nghiệm. Xin mời quý vị. Đi, anh xách hộ cho. Trời ơi, mười quá à. Xiếc là nghệ thuật hết sức đặc thù với những kỹ năng kỹ xảo nhằm đem lại cho công chúng cảm xúc thăng hoa về sức mạnh, khả năng kỳ diệu của con người. Để có thể đạt tới mức độ kinh ngạc, thán phục đối với người xem, người nghệ sĩ chắc chắn ngoài sự luyện tập đến mức khổ luyện, còn cần có tài năng thiên phú hơn người. Thank you.
Wow. Cảm ơn Lê Hương. Dạ. Cảm ơn Thật sự là thôi anh em nói cảm giác trước đi, em vẫn còn run. Lại bắt tay cái nè. Bả quá. Hai đứa đang cho anh coi phim kinh dị hả? Trời, cái gì nó con mà anh có nổi da gà luôn á, thiệt á. Em còn không biết, em còn đồng với cảm giác của anh. Khi mà hai bạn biểu diễn qua ngồi dưới là tim nè, hồi hộp, bây giờ không còn run nữa. Thôi, tim đập thình thịch mà cuốn theo từng động tác mà. Qua gia đình làm phải mở tròn mắt ra. Sợ lúc mà Nhã Hiếu rời khỏi mặt đất nè, bay trên không, không biết là có sợ bị tuột ra. Ừ, cái nỗi sợ đó anh cũng giống Hà Chí Quang á. Nhã Hiếu nè, mình tập bây giờ chắc chắn là đã thuần thục rồi, nhưng mà bước ban đầu thì có bao giờ mình gặp một cái sự cố nào đó hay không? Dạ nhiều lắm. Nhiều lắm? Dạ. Anh là bị là quăng ra xa hả? Tuột cái tay. Đang quay gì đó mồ hôi mình đổ hay là mình yếu sức quá mình tuột cái tay thì bạn này làm cái văng cái bay đi đâu em? Bay xa phết á. Ủa gì hả? Mà hai đứa là hai vợ chồng đúng không? Dạ chưa cưới thôi. Chưa cưới nhưng mà cũng là sắp cưới đúng không? Bớt quăng lên đi ha chứ. Cái quán tính cái của quán mình tính đó rất khi mà bị cao văng ra là Quang nghĩ là phải trúng những cái thành này. Chấn thương của mình như thế nào? Có một lần bị sự cố mà nặng nhất á, là mình ngã đập đầu xuống đất và bất tỉnh khoảng 15-20 phút gì đó. Đấy là mê sảng luôn. Dạ có, đúng rồi, mình chụp mình kiểm tra thử xem nó có sự cố gì không nhưng mà không sao. Thì anh nghĩ nếu mà gia đình tụi em đi coi thì không biết cảm giác của họ như thế nào. Có giờ em tìm hiểu cảm giác của gia đình em khi coi tụi em làm cái ba tin nghệ thuật này như thế? Theo em thì tại vì ngày xưa gia đình em là ông ngoại với dì cậu cũng là trong nghề cho nên là chắc cũng hiểu, cũng biết cái sự mạo hiểm của nghề. Còn gia đình của bạn này thì gia đình em thì thấy hoang mang lắm. Rồi nói chung là bảo là nên chọn một cái nghề nào đó nó nhẹ nhàng hơn với một người phụ nữ. Tất cả những thành công của tụi em trên sàn diễn có khán giả đó là mặt nổi thôi. Nhưng mà sau lưng sự thành công đó thì rất nhiều mồ hôi, thậm chí nước mắt và kể cả những tai nạn rất là đau cho cơ thể của mình. Thì Lê Hưng có bao giờ em bị một cái tai nạn nào đó mà em cảm giác em muốn bỏ nghề không? Dạ em thì nhiều khi hồi đó thì em cũng có, xong rồi vào ba tim cũng có. Nói chung là xiếc của mình tập môn nào cũng có phải trải qua nguy hiểm. Có đợt thì em bị văng bánh xe ra ngoài thế là ngã, em phải đỡ bằng này. Không ngã em khi mà bạn ấy đang trên cao quá, bạn ấy rơi xuống thì mình phải ôm hết bạn ấy để mình đỡ bạn ấy thì mình bị ngã. Hoặc là trong cái lực mà mình quay cái động tác cuối á, xoắn manh nhanh á, mà hôm nào em yếu sức á, mình sẽ bị tai nạn là bọn đó ngã văng lôi mình từ bên này giống như mình quật sang bên kia một cái lực rất, cái lực rất là mạnh, cái lực kéo lôi mình đi rất là mạnh. Hai bạn thật là mình không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng mà Quang thấy á, tại sao á, theo ý kiến của Quang với anh Lê Nam nãy có nói, tại sao mà mình không có một cái dây an toàn? Quang tự nhiên thấy có một cái bục vậy thôi rồi không có một cái thiết bị an toàn nào hết. Dạ tại vì mình quay vòng tròn này thì mình không thể nào mà mình đeo cái dây vào được, nó sẽ bị rối. Không biết là hai em theo cái nghề xiếc ba tin nghệ thuật này được bao lâu rồi? Dạ em theo nghề xiếc ba tin nghệ thuật này từ lúc tập cho đến lúc biểu diễn bây giờ là cũng 4 năm rồi. Mà hỏi thiệt nha, cái này anh hỏi là tư cách giống như là người anh đi. Có giờ hai đứa nghĩ là hai đứa từ bỏ cái này để hai đứa kiếm một công việc nó nhẹ nhàng hơn, ít nguy hiểm hơn không? Dạ em cũng chưa bao giờ suy nghĩ là bỏ nghề này hoặc là làm nghề khác. Còn Hiếu? Hiếu em sao em? Cũng chưa. Tại vì mỗi lần mà diễn thì cảm giác của em là hạnh phúc. Em thật sự hạnh phúc. Ngày xưa thì em nghe các cô, các chú nói về cái lòng đam mê rồi cái yêu nghề thì em cũng mường tượng ra thôi. Nhưng mà sau khi mà em diễn cái xiếc này, em vào em diễn thì em đã cảm nhận được cái gọi là yêu nghề, cái gọi là hạnh phúc và đam mê. Bản thân xiếc là nghệ thuật rất khó để có thể sáng tạo mới trong kỹ năng kỹ xảo, bởi khi trở thành tiết mục xiếc chuyên nghiệp, hầu hết các tiết mục đã chạm đến ngưỡng của sức chịu đựng cơ thể con người khi đi ngược với sự thông thường trong chuyển động của cơ, xương, khớp, v.v.
nên hầu hết những sáng tạo đều cần đến những yếu tố phụ trợ như âm nhạc, vũ đạo, trang phục, đạo cụ, mỹ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng để lồng ghép nội dung, làm phong phú và hấp dẫn cho tiết mục. Tuy nhiên, xiếc patin nghệ thuật của Lê Hưng và Nhã Hiếu lại có một điểm độc đáo và khác lạ. Đó chính là sự kết hợp giữa một môn nghệ thuật đường phố là patin với xiếc kung fu. Để những động tác đu người, xoay người thật ấn tượng và chính xác, thì Lê Hưng và Nhã Hiếu đã phải trải qua sự khổ luyện vô cùng khắc nghiệt. Và hơn hết là tinh thần tự học hỏi và mày mò để sáng tạo những tiết mục của riêng mình. Có thể nói Lê Hưng và Nhã Hiếu là cặp đôi biểu diễn xiếc patin nghệ thuật duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nè Lê Hưng, em nhìn anh thử em thử nhìn anh Lê Nam coi. Anh Lê Nam là một người rất là ham học hỏi, rất là muốn là mình sẽ làm được những cái gì mà các bạn làm được. Đúng. Nếu mà một người mới như anh Lê Nam thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những động tác nào để làm quen với bộ môn xiếc? Thí dụ như anh thì anh phải thời gian mấy năm để anh có thể mà giống như hai đứa được? Dạ, bây giờ cái anh lên anh làm được luôn. Ấy, quá tuyệt vời, anh hay rồi kìa. Cái anh lên làm được luôn thì thử không? Tại vì anh nói thiệt với hai đứa là anh là cha của hai đứa trẻ. Đứa đầu tiên cũng chưa biết nói, thôi cho anh bớt bỏ cái vụ mạo hiểm này đi. Quang giúp giùm anh đi Quang. Dạ cái đó. Quang anh em nó mình chưa có gia đình, nó chưa có gì hết. Còn anh còn nặng gánh hai vai nó mới đưa Quang lên làm việc. Dạ dạ chúc em sẽ làm. Thật sự là phải là đam mê và yêu thích thì mới có thể theo nghề xiếc được. Tại vì anh thấy tất cả những diễn viên xiếc á, cuộc sống họ đơn giản lắm. Thì qua cái cuộc sống như vậy thì anh nghĩ là nghề xiếc không có đem lại thu nhập cao cho họ thì đúng ra là phải là đam mê lắm, thực sự ra phải là đam mê, hy sinh rất nhiều thì mới có thể đứng trên bục diễn của nghề xiếc được. Thực ra thì buồn thì có thoáng buồn một chút, nhưng mà Nhã Hiếu nghĩ rằng bất cứ một nghề nào để mà mình đạt được một cái điều gì đấy thì mình phải cố gắng nỗ lực hết mình. Khi mà nỗ lực hết mình thì mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi mà mình đạt được một cái vị trí nào đấy thì mình sẽ có những cái thu nhập khác lớn hơn và người khác thì sẽ không thu nhập bằng mình thôi. Đúng rồi, hay quá. Các bạn đã từng được giải gì chưa nè? Dạ, năm 2012 thì em đã đạt được huy chương bạc liên hoan xiếc quốc tế tiết mục dây căng cao. Và năm 2018 thì em đạt được huy chương vàng tiết liên hoan xiếc toàn quốc tại Hà Nội, cũng tiết mục ba tin tựa đề là tình yêu trên đôi giày trượt. Wow. Em để ý coi, Hưng lúc mà diễn á thì rất là mạnh mẽ, rất là nói chung là làm một cái trụ để cho mà Hiếu bay xung quanh. Đúng rồi. Nhưng mà khi trả lời phỏng vấn thì có vẻ như là Hưng bị nhát á, đưa tay nắm tay mà rung đó. Xong rồi Hiếu phải đưa qua nắm tay lấy tay giống như lấy tinh thần ra đó. Không, anh không cần tinh thần, đừng nắm tay anh. Anh chỉ nói thôi, đừng nắm tay anh đã bình thường mà cứ. Nhưng mà bây giờ anh hỏi là hai đứa đã đạt được một cái bạc quốc tế, một cái vàng toàn quốc, đúng không? Thì hai đứa có muốn vươn lên một tầm cao mới, có thể là đi thi xiếc quốc tế ở nước ngoài hay là chinh phục thêm một đỉnh cao mới không? Hai đứa bây giờ suy nghĩ vậy, tập luyện thêm nữa không? Hiện nay thì Lê Hưng và Nhã Hiếu vẫn đang chờ cơ hội. Trong quá trình chờ cơ hội là hai đứa mình đã không ngừng tập luyện. Nếu có cơ hội được ra để thi đấu với các bạn bè quốc tế thì đấy là một niềm vinh dự rất lớn. Giữ thăng bằng trên đôi giày trượt chắc chắn khó hơn khi đi giày múa. Tung hứng trên giày trượt giống hệt như vừa ngã vừa đón quả táo rơi. Những màn đu bay, quăng người cũng trở nên thót tim hơn khi diễn viên trụ phải giữ thăng bằng trên đôi giày có bánh. Suốt tiết mục, khán giả nín thở, mắt mở to. Chỉ đến khi thấy những cô gái, chàng trai đứng cúi chào, những tràng pháo tay rộn rã mới vang lên. Xiếc patin nghệ thuật không phải là tiết mục có độ khó cao nhất. Tuy nhiên, khán giả lại hài lòng và cho rằng nó dễ xem, dễ thích. Chính vì sự dễ xem, dễ thích này mà Lê Hưng và Nhã Hiếu luôn được các bầu show chú ý và liên tục nhận được lời mời đến các game show, hội nghị, sự kiện để biểu diễn. Và cho dù biểu diễn ở bất kỳ nơi nào, sân khấu có hoành tráng hay đơn giản, thì các màn biểu diễn của Lê Hưng và Nhã Hiếu cũng đem lại cho khán giả sự thích thú cao độ. Bây giờ thì thôi, mình trải nghiệm một chút xíu đi. Tại vì coi là mình hồi hộp rồi, mình muốn trải nghiệm. Thường là khách mời là thường muốn là trải nghiệm những cái bộ môn mà đang diễn ra đây, đang khám phá. Đã anh Lena, anh sẽ chạy. Nhắc lại lần nữa, cha hai đứa trẻ rồi nha, đừng kéo anh vô như này. Anh yên tâm đi, nó rất là thú vị. Không, anh bị tiền đình. Đây này nọ. Em vậy đi bây giờ.
anh này trải nghiệm trước xong rồi một anh thấy được thì tới anh. Rồi, ok, với điều kiện Hiếu chưa xỉu, xin lỗi. Ok, với điều kiện Quang không xỉu, còn Quang mà xỉu là còn không thấy anh luôn á. Hứa nha. Hả? Em không xỉu là ok. Rồi, chắc làm mạnh. Móc béo đàng hoàng, móc béo đàng hoàng. Tạm đi. Rồi. Trải nghiệm sao? Anh đứng gần em. Đấy đi, thì đó đu em. Dạ em mời anh. Đu cho vòng vòng như nữa nè. Ủa là sao? Mình anh đâu có dạy patin đâu. Dạ không cần. Thôi anh đứng em ra ngang tay ra vậy. Ừ. Cái em ôm anh. Wow. Xuống chưa chả? Xuống chưa. Rồi. Ok. Ôi, anh từ từ. Từ từ. Cái trời đất đang quay cuồng bên em. Xong chưa? Cho em hỏi. Cuộc chơi này không có anh nha mấy đứa. Không phải, em chưa xỉu. Thôi được rồi, được bỏ anh đi, đừng có cho anh vô chơi này. Sao, khỏe chưa? Trời chóng mặt lắm. Đã nói rồi, không có được đâu. Trời ơi, người ta là chuyên nghiệp. Không anh... yêu. Dạ. Thôi bây giờ này anh ơi, anh nói rồi, khán giả làm chứng em không xỉu. Thật sự qua không có xỉu, qua chị hơi chóng mặt chút xíu. Bây giờ qua định thần lại được. Bây giờ sao, mình giữ lời hứa chứ ha. Anh đưa anh vào chỗ nguy hiểm luôn á Quang. Không, anh không biết, giờ mình hứa rồi mình phải làm. Giờ đâu phải là... Người ta nói là anh em đồng nghiệp với nhau, cùng nhau hy sinh, như vậy mới... Nè, tôi chấp nhận tôi dở, nhưng mà tôi giữ uy tín. À, sẵn sàng chứ. Trời ơi, em làm cái nào khó nhất á. Dạ, khó nhất hả? Đang quân lý cái ngày này. Từ từ anh mình bây giờ lên anh. Anh thích nằm ngửa ra sai là anh nằm sắp cái nó cấn cái chỗ này. Thôi anh nằm sắp đi, dù sao nó có cái này nó giữ lại được. Anh nằm sắp tại vì anh quay lại đi. Ừ. Anh nằm sắp phải không? Ừ. Anh nằm thẳng nha. Ừ. Cẩn thận nha, chiều nay em không muốn đưa anh về nhà đâu. Thẳng chân lên. Ui chà. Bỏ đi, tôi là siêu. Khi nhắc đến patin thì nhiều người chỉ nghĩ đến động tác lướt như gió của các bạn trẻ tại công viên. Nhưng khi đến với rạp xiếc và tận mắt chứng kiến màn trình diễn của nghệ sĩ biểu diễn xiếc patin Lê Hưng Nhã Hiếu thì khán giả mới thấy được sự thú vị của bộ môn này. Lê Hưng và Nhã Hiếu đã đem đến cho khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Để trượt patin an toàn, đòi hỏi Lê Hưng phải tập giữ thăng bằng trên giày trượt và phải biết giữ tốc độ khi di chuyển, đồng thời phải biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, đầu gối, mắt và tư thế của thân để có động tác trượt đẹp. Sau đó phải giữ thăng bằng cho Nhã Hiếu thực hiện các động tác biểu diễn ấn tượng. Để có được sự mượt mà ăn ý trong động tác kỹ thuật, Lê Hưng và Nhã Hiếu không bỏ bất kỳ một buổi luyện tập nào, cùng nhau sáng tạo để tạo nên một tác phẩm thật xuất sắc. Đứng yên định hình một chỗ anh. Không sao đâu mấy đứa. Quay nhẹ mà đúng không? Vậy. Rồi tiếp tục đi. Rồi khúc này em nói hết nha, anh nói không được gì nữa. Thật sự khi mà Quang trải nghiệm thì Quang cảm thấy là không phải ai cũng làm được điều đó. Phải trải qua một quá trình tập luyện rất là gian nan. Không biết là để một tiết mục đơn giản như vừa rồi hay chúng ta được trải nghiệm và anh Lê Nam được thử thì các bạn tập đó bao nhiêu lâu? Bọn em bắt đầu tiết mục patin này từ năm 2015. 4 năm. Cho đến tận bây giờ. Nhưng mà bây giờ là đã tuần thuộc rồi. Em tập cho tới năm 2017, khoảng 1 năm rưỡi bọn em bắt đầu diễn. Và mình phải tập luyện thường xuyên. Cơ anh tui gì? Đổ mồ hôi hộp luôn thiệt á. Như là siêu nhân vậy đó. Bay nè. Ôi. Bây giờ anh còn còn cảm giác bay không? Còn chứ, lưng luôn. Ghê quá à. Ủa mà anh hỏi mấy đứa nè, những cái động tác mà tụi em vừa biểu diễn vậy á là do tụi em tự nghĩ ra hay là có thầy cô nào đó chỉ dạy tụi em hay không? Dạ có. Lúc mà em mới bắt đầu tập thì có bác Lê Trí Tưởng
Hồi xưa là Nguyên là phó giám đốc nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Bây giờ thì bác đã về hưu. Khi xưa thì bác có biểu diễn bộ môn patin này và bác được học ở bên Nga. Cho nên là cái kỹ thuật bọn em thì nó khá là chuẩn so với... Bởi vì được bác... Đúng rồi ạ. Và trong quá trình mình tập luyện thì bản thân mình cũng luôn luôn sáng tạo ra. Bác là một thế hệ mình gọi là tiền bối đi trước rồi. Bây giờ mình nói về thế hệ trẻ cho tụi em. Tụi em có phải là một cái nhân tố mới và người đầu tiên tập luyện môn này hay không? Cũng không phải đâu ạ. Trước hai đứa em thì có hai anh chị cũng là được bác truyền lại. Nhưng mà hai anh chị diễn được khoảng vài tháng rồi lại bỏ đi. Tụi em là người bám trụ lâu nhất. Dạ, đến hiện tại thì học sinh của bác thì có hai đứa bám trụ lâu nhất. Và thật sự là cũng là đam mê và yêu nghề. Đam mê cũng là yêu nghề. Anh và tất cả quý khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây muốn gặp hai đứa thì thường hai đứa sẽ diễn ở đâu? Dạ, bọn em thì cuối tuần hay biểu diễn tại rạp xiếc công viên Gia Định này. Và tối thứ bảy chủ nhật mỗi tuần. Là số 3 Hoàng Minh Giám. Dạ, phường 3 Hoàng Minh Giám. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Phương Nam. Ngoài đó thì chúng ta có đi diễn ở những nơi khác hay không? Hai đứa em thì sáng thứ bảy chủ nhật tuần nào cũng diễn ở sân khấu Thả Cầm Viên ở Sở Thú ạ. Dạ. Diễn đi diễn cho các bạn trẻ coi. Thứ nhi. Ba em cũng hay đi diễn các nơi sự kiện event tiệc tùng người ta khắp cả nước. Khắp cả nước. Dạ, các tỉnh. Và không muốn nói gì hơn, thật sự là anh Lê Nam muốn biết điều này để anh Nam cũng có hai con nhỏ. Anh Nam cũng rất là bị cuốn hút, đúng không? Bởi những cái màn trình diễn quá hấp dẫn của hai đứa em. Và hy vọng rằng anh Nam sẽ có một địa chỉ mới cho hai đứa con của anh Nam tới đây để biết được nghệ thuật xiếc như thế nào và cho mấy bé giải trí sau giờ học. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế văn hóa lớn của cả nước, nơi nhiều loại hình nghệ thuật hoạt động sôi nổi, đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân thành phố nói riêng và khu vực nói chung. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có duy nhất nhà hát nghệ thuật Phương Nam là đơn vị nghệ thuật hoạt động ở lĩnh vực xiếc và múa rối. Đây cũng được xem là vườn ươm nghệ sĩ xiếc. Đã có nhiều nghệ sĩ xiếc trưởng thành từ nhà hát, đã đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi liên hoan xiếc trong nước và quốc tế, cũng như lập kỷ lục Guinness, đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, tạo dấu ấn cho nghệ thuật xiếc Việt Nam trên trường quốc tế. Các nghệ sĩ xiếc cũng hy vọng rằng người dân thành phố sẽ quan tâm hơn đến nghệ thuật xiếc, đến nhà hát nghệ thuật Phương Nam để thưởng thức các tiết mục đặc sắc và ấn tượng. Qua đó, các nghệ sĩ xiếc có cơ hội giao lưu với khán giả, chia sẻ về tình yêu nghề, quá trình khổ luyện thành nghề. Và chính khán giả sẽ cảm nhận được những nỗ lực không mệt mỏi để chinh phục đỉnh cao nghệ thuật của người nghệ sĩ. Cảm ơn Nhã Hiếu. Cảm ơn Lê Hưng. Cảm ơn em. Cảm ơn Hiếu. Thay mặt cho ban chương trình của Chuyện Đó Chuyện Đây, Hà chúng em muốn chúc cho hai bạn là sức khỏe. Mình phải có sức khỏe, mình sẽ thực hiện được tất cả ước mơ. Và anh cũng chúc cho hai đứa nhiều show. Nhiều show lấy gì? Để mình sống được với cái đam mê của mình nha. Và chúc cho hai đứa sẽ được đi thi ở quốc tế, đi thi ở nước ngoài, mang vinh quang gì cho cái ngành xiếc Việt Nam. Đúng không? Và bây giờ thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và nếu quý vị muốn biết thêm nhiều chuyện lạ lắm à nghe. Và bây giờ thì cặp đôi Lê Hưng, Nhã Hiếu, Hà Chí Quang và diễn viên Lê Nam xin chào và hẹn gặp lại quý vị